Bạn có nhận ra anh chàng này không? Đó chính là Park Seong-woo, anh chàng phóng viên Hàn Quốc đang gây chao đảo cộng đồng mạng những ngày vừa qua vì sở hữu vẻ đẹp trai và thần thái rạng ngời khi tác nghiệp. Vẻ đẹp này được so sánh không kém gì các idol K-pop, thần tượng K-pop. Chiều 27 tháng 2 năm 2019, tại khu vực nhà hát lớn Hà Nội, anh và đồng nghiệp chuẩn bị tác nghiệp cho sự kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un dùng bữa tối và hội đàm với nhau. Không khó để nhận ra Park vì dáng người cao, anh cũng thu hút nhiều người đến xin chụp ảnh cùng sau khi nổi tiếng trên mạng. Việc nổi tiếng tại Việt Nam là điều mà nam phóng viên Hàn Quốc này không thể ngờ. Tôi đến Hà Nội hôm 14 tháng 2 và tôi đến từ Seoul. Cảm ơn. Đó là một trải nghiệm thật tuyệt vời. Tôi không hiểu lắm, cũng không biết nói gì nhiều về chuyện đó. Chưa từng luôn, đây là lần đầu tiên đó. Vì vậy cảm giác rất đặc biệt với trải nghiệm hào hứng đó. Tại vì ở Hàn Quốc thì cũng bình thường thôi. Vì nơi tôi sống ở Hàn thì tôi không nổi tiếng như vậy. I want to go to the Da Nang. Tôi muốn đến Đà Nẵng vì cảnh ở đó rất tuyệt vời. Tôi nghe nhiều người nói vậy. I listen about that. Yeah. I think about Hanoi. It's so very. Tôi nghĩ gì về Hà Nội à? Đây là một thành phố bận rộn. Bạn nhìn xem những chiếc xe máy dày đặc quá nhiều so với thành phố của tôi luôn. Mọi người thì khá là tử tế. Tôi cảm nhận được điều đó. And so many people are kind and I feel it, yeah. Chị Nguyễn Thu Trang, nữ phóng viên báo Sức Khỏe và Đời Sống, chính là người chụp lén những bức hình nam phóng viên Hàn Quốc và đưa lên mạng xã hội. Chị Trang cho biết, anh Park chính là nam thần bước ra từ màn ảnh khi anh sở hữu vẻ đẹp chuẩn soái ca. Nữ phóng viên Việt Nam nhanh tay chụp lại tấm hình anh Park tác nghiệp và đưa lên Facebook để bày tỏ sự hâm mộ với nhan sắc của anh chàng này. Thì mình có bắt gặp hình ảnh anh Park đang làm việc trong một cái hình ảnh rất là đẹp và bắt mắt, rất là giống với các cái soái ca của Hàn Quốc mà thường có trên phim ảnh. Do đó mình đã tình cờ chụp lại ảnh và đưa lên Facebook cá nhân. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên ở Việt Nam những ngày qua là sự kiện đặc biệt thu hút đông đảo phóng viên trong và ngoài nước. Trong đó lượng phóng viên Nhật Bản, Hàn Quốc chiếm tỷ lệ khá cao. Không chỉ có Park, nhiều kênh truyền hình khác như KBS, MBC cũng đưa tới Việt Nam những nam nữ phóng viên điển trai xinh đẹp. Tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.